Akala Thái Nguyên thì có cái gì anh em? Đây, hôm nay riêng buổi sáng bên em đã full dịch vụ rồi anh em nhá. Đầu tiên là một chiếc Kia Seltos, thì chiếc xe này đang lắp cái bộ Android Book của ZX. Anh em thấy đấy, đây là một cái mã DX265 nhá. Thì bộ này đang lắp cái cắm thẳng vào cổng USB của anh em và chuyển đổi màn của anh em từ màn zin thành màn Android. Đầy đủ các tính năng dẫn đường, ra lệnh, giọng nói, cảnh báo tốc độ nha anh em nhá. Đấy, đây sớt là dọn vệ sinh nội thất chuyên sâu. Rồi đây, còn cái này nhá anh em nhá. Này, đặc sản của Thái Nguyên vừa sau mấy mùa mưa hôm nọ đây. Con này thì là nước ngấm vào sàn và đang qua đây để xử lý lại toàn bộ cái độ sàn này. Em nói anh, em nhà em rất là nhiều nhé. Đấy, riêng sàn xe này phơi khắp nhà luôn. Tiếp theo đây là chiếc Honda CR-V nhá anh em nhá. Cho em mượn cái này. Đây, cái chiếc Honda CR-V này thì có nâng cấp lại cái màn hình Web Vision X8 Pro, bản mã cao nhất của Web Vision hiện tại nhá. Đấy, với RAM 4 và ROM 64GB cho cái cấu hình cực kỳ mạnh mẽ anh em nhá. Đấy, đầy đủ các tính năng. Đây, còn trong này thì có gì ạ? Trong này thì đang có một chiếc Toyota Fortuner dán full film 3M trải lại toàn bộ cái hệ thống sàn. Đây, cái chiếc xe này thì từ vừa mới lấy ở trong hãng ra một thời gian và đang đây, phim vẫn là kính trắng, kính mới nha anh em nhá. Đấy, anh em mà chưa lấy xe mà chưa dán phim thì ngay dán ngay bộ phim cách nhiệt vào cho nó đi cho nó mát. Toyota Cross đang xử lý lại sàn. Còn Mazda 3 này thì đang đây. Còn Mazda 3 này cũng đang xử lý lại sàn đây anh em. Đây. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, nguyên cái sàn xe mà anh em đi thì cái nước nguyên nhân là vào vì đâu này, anh em để ý cái sàn ở dưới này này, cái lỗ này, anh em đi mà lâu lâu mất cái cao su này thì nhớ bổ sung ngay nhá. Không để tránh trường hợp như cái xe này là bị mất nút và nước ngập từ dưới lên, ảnh hưởng đến cái sàn xe này rất là mùi hôi. Đấy là ngay trong buổi sáng ngày hôm đây là ngay trong buổi sáng ngày hôm nay tại Akala Thái Nguyên. Còn anh em nào mà muốn nâng cấp đồ chơi cho xe, dán phim cách nhiệt hoặc là làm bất kỳ cái dịch vụ gì cho xe ơi thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá.